chấp 145 cửa hàng sủng thú siêu thần. Long Giang, đó là nơi đặt cửa hàng chính của Tô Truyền Kỳ. Bạch Lão, có cần huy động chi viện không? Hai cậu nghĩ sao? Quy mô của thành phố căn cứ Long Giang chúng tôi là cấp B, vốn có thể trì hoãn thú triều do một số thú vương dẫn đầu. Cộng với sự hiện diện của cửa hàng anh trai tôi, trình độ trung bình của các sủng thú sư trong thành phố đã cao hơn các thành phố căn cứ khác. Thú triều này không cần chi viện cũng có thể đánh lui. Tuy nói vậy, nhưng thú triều đến vào lúc này vẫn cần suy xét đến những nhân tố khác. Lẽ nào là Bỉ Ngạn? Bạch Lão, ý ông là ngoài thú triều ra, chúng ta còn cần phải cảnh giác với các thế lực trong bóng tối của Bỉ Ngạn. Thông Minh, chúng ta vẫn chưa biết rõ thế lực của Bỉ Ngạn đã phát triển đến mức nào. Nếu bỏ lỡ cơ hội, đợi đến khi chúng hợp sức với thú triều để tấn công, khi đó có muốn chi viện cho Long Giang thì cũng không còn cách nào nữa. Xin hỏi thú triều còn bao lâu sẽ tới Long Giang? Ước tính 2 ngày. Khu vực hoang hiện giờ vô cùng nguy hiểm, nếu muốn huy động chi viện thì sớm nhất cũng phải mất 1 đến 2 ngày. Nói cách khác, chúng ta có cần gửi quân ngay lập tức à? Gượm đã, hửm, mọi người nghe tôi nói một câu. Khu đại lục, số 43, thành phố căn cứ cấp C. Báo động thú triều đã gửi đến tổng bộ chưa? Gửi rồi. Cảnh báo, đã phát hiện nhiều nhóm hung thú đang tiến gần đến căn cứ Long Giang. Thời gian thú triều đến nơi theo dự kiến, 48 giờ. Thành phố căn cứ Thần Quang phát lệnh. Thành căn cứ phụ cận thừa nhân lực lập tức phái quân tới hỗ trợ Long Giang, không được để Long Giang thất thủ. Rất tốt, nhiều thành phố căn cứ hưởng ứng như vậy chắc đủ rồi. Vất vả rồi ngã. Này, tôi đã làm tất cả những gì anh nói rồi. Có thể thả tôi. Rất tiếc, tôi đổi ý rồi. Đúng là phí thời gian mà. Còn chẳng bằng đến vét túi. Cái gì phí thời gian cơ? Tung tin chúng ta sắp tấn công Long Giang là lệnh của Bỉ Ngạn đại nhân. Tất nhiên là tôi biết mệnh lệnh của Bỉ Ngạn đại nhân. Tôi đang nói giết mấy người bình thường không có tinh lực để làm gì. Chẳng thấy béo bở gì. Ha ha ha, đây chính là lực lượng của cường giả cửu giai. Chỉ cần một ý nghĩ là có thể khiến xương gãy, nội tạng nổ tung, máu phun ra. Quân đoàn Bỉ Ngạn, đoàn viên, ngươi chưa từng tương tượng đến nó à? Nói vớ vẩn gì đấy? Quân đoàn Bỉ Ngạn, đoàn viên, giờ dù có là chinh phục Lam Tinh, ta thấy cũng chẳng có vấn đề gì. Thành phố căn cứ cấp C số 43 đã bị chiếm hoàn toàn sau 1 giờ 14 phút sau khi chạm trán với quân đoàn Bỉ Ngạn. Đồng thời, các thành phố căn cứ cấp C số 44, 45, 46 và 47 đều bị tấn công ở mức độ tương tự. Không có ngoại lệ, tất cả đều sụp đổ. Bên ngoài khu đại lục Khôn có phản ứng, không thể giám sát kịp thời động thái của thú triều. Hừ, tuy cần chúng ta đến dọn đường cho lũ súc sinh này. Quân đoàn Bỉ Ngạn, cán bộ, không thể để chúng tự sinh tự diệt được à? Một vũ khí rách sao có thể khơi dậy sự cảnh giác. Cán bộ quân đoàn Bỉ Ngạn, chiến lực hãn hải cảnh thượng vị. Tất nhiên, con dao đâm vào tim kẻ thù càng sắc bén thì càng tốt. Người dân châu Á chắc hẳn đã kinh hãi trước tốc độ thất thủ của thành phố căn cứ cấp C phải không? Cán bộ quân đoàn Bỉ Ngạn, chiến lực hãn hải cảnh thượng vị. Tôi đoán bây giờ họ đang muốn chuyển tất cả những người có thể đến Long Giang. Ha ha ha! Đúng như Bỉ Ngạn đại nhân dự đoán, các thành phố căn cứ khác đã bỏ ngỏ cả rồi. Tôi nóng lòng muốn thực hiện bước tiếp theo của mình. Bỉ Ngạn đại nhân thì sao? Cũng hành động rồi à? Đương nhiên, dù sao thì Bỉ Ngạn đại nhân mới chính là mấu chốt của kế điệu hổ ly sơn này. Hai ngày sau. Bạch Lão, thú triều sắp tới Long Giang rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng mơ hồ quan sát thấy hình dạng con người của Bỉ Ngạn xuất hiện trong thú triều. Thông báo toàn quân Long Giang chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Báo cáo Tô Truyền Kỳ, toàn bộ cấm vệ quân Long Giang đã vào vị trí. Xin hãy ra lệnh chiến đấu. Cấm vệ quân Long Giang là lực lượng tinh nhuệ được Tô Bình lựa chọn từ Lục Gia Tần, Chu, Đường, Mục, Liễu và Diệp, sau đó tập trung bồi dưỡng. Hãy bám sát kế hoạch ban đầu. Rõ. Ồ, nhân loại, có vẻ như ngươi đã đặc biệt chuẩn bị một buổi lễ chào mừng cho ta. Đừng nói là chào đón, tôi còn chuẩn bị cả lễ chia tay rồi cơ, Bỉ Ngạn à. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.